À, hay nhất là cái con ngựa mà lúc dở chân lên á, dứt khoát vô cùng. Mình ra đường trường này nó chạy lẹ lắm á, tại đường này mình không có chạy lẹ được. Con ngựa ra Bắc nữa, có dự định là sản xuất con gì nữa không Bảo Hoàng? Sản xuất một người phu kéo xe. Người phu kéo xe? Thế mình chưa có tài chánh, chưa lộn phế liệu được, mới lộn được phân nửa rồi. Này ngựa như thế này á, tập không có lâu lắm đâu. Đây, và mình có thể hiện nay thì mình có thể đi trên một cái con đường thẳng như thế này. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hiện nay thì cũng 7 giờ hơn và Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cần Thơ để tìm về bác Hoàng, người mà công việc tài sáng chế con ngựa, cô bác quý anh chị. Và hiện nay thì bác vẫn đang đi tập thể dục với con ngựa của mình nè, một cái con chiến mã là làm từ phế liệu. Ôi, chào bác. Ôi, người ta đi đường người ta nhìn dữ lắm luôn kìa. Thấy không, thấy ngựa lợi hại không, chạy chỗ này có ánh sáng ha. Bác ve lại con bác Hoàng. Bác cho con đeo này vô vậy. Dạ, rồi bác ve cho con coi. Thật ra thì có một người nè, không có một người nào lợi hại hơn như bác Hoàng này đâu. Hiếm lắm á. Bác đang tập thể dục hả bác Hoàng? Vâng, đúng rồi, ta tập thể dục đây. Mỗi một ngày bác đi tập thể dục với con ngựa của mình lâu không? 10 phút. Tại ánh sáng là 6 giờ. Dạ. Còn giấc chiều thì 8 9 giờ. Dạ. Bây giờ bác ghe lại đi. Đó tối quá. Bác quay đầu nó lại bác Hoàng. Quay đầu lại đi. Dạ, quay đầu lại. Bác Hoàng đang cố quay đầu cái con ngựa của mình. Nghệ thuật mà. đi một cua luôn á, nguyên một cái thành phố phải nhìn bác Hoàng. Bác quay đầu lại bác Hoàng ơi, quay đầu lại đằng kia, lại đằng cái tiệm đằng kế bên đây, đằng kia quay hết rồi này. Đây nè bác. Quay đầu để quay ra đi. Dạ. Con ngựa này có khi nào nó dở trứng với bác không? Không có, đi xa hoài nè, không dở trứng được. Không dở trứng được ha. con ngựa cứ lắc lư cái đầu. Nãy giờ tập lâu chưa bác? Chưa. Tôi đi dài vòng xa lắm, đi tuốt lên kia rồi. Dạ. Rồi quay lại đây cho sáng bác Hoàng ơi. Người đi qua đi lại cứ nhìn kìa, thấy không? Ai đi lại nhìn nè, thấy có bác Hoàng cũng vui chứ. Thấy người ta nhìn nè, thấy không? Rồi. Qua đây đi bác. Rồi, ngừng ở đây được bác Hoàng. Đây nè. Rồi, xích qua đây nè bác. Rồi, được bác. Bác ơi, người ta sau khi con ngựa của bác à, con thấy có một điều kỳ lạ là chiếc xe đạp của người ta đó, là người ta chỉ đi tới thôi à. Còn cái con ngựa của bác là nó đi tới rồi nó đi lui được luôn mà. Sao bác làm theo cái nguyên lý gì mà nó di chuyển được vậy bác Hoàng? Cái kỹ thuật của mình tính, ăn thua kỹ thuật mình tính kìa. Dạ. Mình phải tính là cho nó tới lối lui được, cũng như chiếc xe vậy. Xe muốn bánh phải cho túi lui được. Còn nó tới không mà đâu có nhầm nhò gì, nó phải lui mới được. Đằng mình điều khiển đường chỗ nào quằn quẹo khó đi đi. Dạ. Thì mình cho nó lui được, cho bên đây cứ tới được. Rồi dạ. Còn nó tới không sao mấy đường gặp cái đường quằn quẹo sao ấy được. Dạ. Mà bác làm sao cho nó lùi lại, nó gắn cái nào vô mà cho nó lùi lại được vậy? Cái đó thì mình không có nói được, tại vì mình nhìn con ngựa là mình thấy là mình biết rồi, chứ nói không được, nói cũng không giải thích được. Dạ. Không giải thích được hả bác Hoàng? Dạ. Có nghiệp qua có phải là để cho nó lùi được bác phải gắn cái trục ở đây không? Vâng, đúng rồi. Không bác. Cái nhông nó lùi đi. Cái nhông cứ lùi. Cái nhông tới, nhông lùi đi. Nhông tới. Này là nhông tới. Dạ.
Còn này là nhông lui. Nhông lui đúng hôm rồi. Hôm nay khám phá con ngựa của bác Hoàng, bây giờ đi lại đằng gần nhà bác Hoàng đi. Ừ. Đèn con sáng lắm không sao đâu. Ở đây nó ồn quá. À. Đúng rồi. À, hay nhất là cái con ngựa mà lúc dở chân lên á, dứt khoát vô cùng. Mình ra đường trường này nó chạy lẹ lắm ấy. Tại đường này mình không có chạy lẹ được. Dạ. Ra rồi. Đường trường tôi chạy lẹ. Dạ rồi, gần ở đây đi bác Hoàng. Bác Hoàng nè nè, bây giờ bác Hoàng thử đạp nhẹ tới thì con ngựa nó dở cái chân lên nè, đó. Đó. Bước rất là dứt khoát luôn á. Anh Hoàng. Đó. Nó y như ngựa thật vậy. Ờ chạy lại đằng đó luôn kìa bác Hoàng, đằng đó có ánh sáng à. Để mình sẽ phỏng vấn bác Hoàng thêm một tí xíu nữa. Chẳng khác nào là một con ngựa thiệt luôn á. Hôm nay đến với, đi với Bùi Hồ có anh Hoa Lệ từ thành phố ấy lặn lội xuống đây để gặp bác Hoàng. Lội nước được luôn mà. Như mà vài tháng sau có người ra được rồi, có người ra mấy con. Bị ngày qua là bên du lịch chở trong cái răng nó ra, nó kêu thợ ra đo làm rồi. Nó tháng sau nó ra mấy con đi. Nhưng mà cái đó gọi là copy. Cái đó copy thôi. Copy hả? Ờ cái đó gọi là copy. Dạ. Đầu tiên là cái người sáng chế ra, chứ người chế sao là được hết. Nhưng mà để ra cái ý tưởng gì đâu dễ ha chú bác Hoàng ha. Được, nó làm được hết. Trời ơi, nó vào uy tín nó làm được hết. Rồi thôi bác Hoàng ơi, bây giờ bác cho câu hỏi nè. Ừ. Bây giờ bác có thể dở cái lưng con ngựa là không được, bị thiếu ốc rồi, mở phải lấy kìm cái đồ rồi. Dạ thôi mình dạy được rồi, không cần nữa. Dạy được ha. Con không hiểu sao mà bác đạp, mỗi lần mà bác đạp á, ở dưới này con ngựa nó dở chân lên dứt khoát á. Nó có sự cấu kết, tại mình suy nghĩ mình phải làm sao cho nó dở cái chân được. Cái chân mình đi được thì mình phải làm con ngựa đi được, đâu có chưa. Ở đây chắc có lẽ là mình sẽ khám phá con ngựa bác Hoàng một tí xíu. Đặc biệt là con ngựa này, đặc biệt nhất là cái đôi chân. Thì bác Hoàng thiết kế ở đây là một cái trục ốc ở đây nè. Và ở đây thì bác nối với lại cái hai cái này nè, phải không bác? Vâng. Đây, đây là cái nguyên nhân để cho nó dở lên. Mỗi lần mà cái con ngựa mà bác đạp một cái thì cái này nó sẽ đẩy đứng lên. Cái trục này nó sẽ đẩy đứng lên. Và nó sẽ làm con ngựa dở chân lên. Hay thiệt luôn. Như cái bàn tay người ta tôi làm rút được hết, rút cầm đồ được luôn. Kỹ thuật tôi chế rút được luôn. Rút gì bác? Rút cái bàn tay chứ mà tôi làm một người máy đấy, cái bàn tay cầm là có thể nó nắm món đồ được, nó cử động như này được. Ồ, tôi làm được luôn. Bác làm chưa? Chưa nhưng mà ý tưởng được. Cái ý tưởng tôi nảy ra tôi làm được. Được. Rồi ví dụ như là người ta mướn bác Hoàng đi thiết kế bác Hoàng đi không? Không đi, bây giờ cái mô hình này mình làm mình giao cho người ta luôn. Ví dụ ai muốn cần làm con ngựa thì tôi giao mô hình luôn rồi làm luôn. Mình đi làm cũng vậy thôi, mình giao người ta là ta mở ra người ta kêu, người ta kêu là bác Hoàng thiết kế là một chục con ngựa nữa cho người ta, bác Hoàng chịu không? Được chứ, mà không mình giao nguyên cái mẫu người ta làm được rồi, không cần. Nếu cái người mà biết làm đi, giao cái mẫu người ta làm được. Còn người không biết thì mình phải đi theo mình chỉ người ta. Rồi cái sản phẩm trí tuệ của bác rồi sao? Dạ, ăn thua gì? Bác có người ta ăn cắp của bác không? Không, không, chuyện thế, chuyện đó không cần vấn đề. Mình chỉ yêu mình làm ra cái lần đầu tiên thôi, qua đầu tiên, còn sao là sao hết rồi, không có hay. Hay cái người đầu tiên sáng chế ra đầu tiên đấy. Người ta lại là... Ngày lại bác có chia sẻ với bí quyết làm không? Có chứ, là tôi chỉ hết rồi, tôi nói làm vậy, công thức vậy đi. Cứ việc làm tự do. Mà đâu có gì khó, không có gì khó rồi. Tại người ta không có chịu sáng chế rồi. Rồi ngoài con ngựa ra bác nữa, có dự định là sản xuất con gì nữa không bác Hoàng? Sản xuất một người phu kéo xe. Người phu kéo xe? Thế mình chưa có tài chánh, chưa lộn phế liệu được, mới lộn được phân nửa rồi. Bác Hoàng, ở đây thì lúc nãy là con ngựa này có thể dở cái bồm lên được. Vâng, được. Bây giờ cho con dở được không? Được, dở tự do, dở đi. Hả? Đây, cô bác quý anh chị thấy không? Đang tối mình đem cất. Đây, bác Hoàng cầm này, thật ra thì cái đầu ngựa này là bác xước thẩm mỹ đó làm lâu không? Dọn mà về 50 phút rồi à. Mua mốt đồ thì cái mình cắt cái quán tóc đồ có sẵn đấy, ráp vào. Mua tóc, mua đồ tóc có sẵn, lượm sẵn rồi mình chuẩn bị là cắt cái mon keo ván vào rồi xong. Đây cô bác quý anh chị thấy nè, để cho con ngựa nó, cái đầu của nó không có bị nó chạm với cái phần ốc ở dưới này đó, thì bác Hoàng dùng một cách thiết kế dưới này nè. Để nó xây thôi, để nó lắc qua lắc lại. Nó rớt xuống như thế này thì nó không lắc được. Nếu mà tôi đúng làm phía sau thì không cần cái đó.
Dạ. Ờ chứ sao không cần. Tại vì mình làm cái mô hình mình chơi thôi. Dạ. Chứ chứ sao là làm một con lành lại, nhưng mà rồi trở đầu trở về vị trí cũ rồi. Ờ đi ngày đây. Xỏ vào. Ở đây. Cái tiền phiếu liệu cho nó nhặt được cái nào lòng cái nấy. Ờ đầu kia đó, đây kia kia. Ờ đây đây đúng rồi. Ờ đúng 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 đúng. Ờ. Và con ngựa này cái đầu nó muốn lắc lơ đâu là nó lắc à? Khi mình đạp cái chân nó bước nó mới lắc được. Nó có dao động thì nó sẽ tự lắc. Ừ, đúng rồi. Người ta nói Bác Hoàng là trước đây là Bác Hoàng kỹ sư có không Bác Hoàng? Không phải, mà dân lộn bọc. Dân lộn bọc mình sáng chế ra. Tự sáng chế ra. Chứ tôi không có học từ nhỏ lớn để đi lộn bọc không à. Coi như cái đầu mình sáng chế ra đấy. Tôi còn thiết kế nhiều cái. Tại nhà nước này không cho làm chứ tôi còn định làm chiếc trực thăng nữa rồi đấy. Công thức của mình nó nắm hết rồi. Trực thăng bắt làm được luôn hả? Được chứ, trời ơi, có gì quá. Công thức của mình nắm được. Giả sử, con giả sử có một cái nhà tài trợ cho bác không cần phải đi lượm bọc nữa. Ừ. Và từ đây về sau bác chỉ ở nhà bác sáng chế ra cho người đó thôi. Và cơm nước người ta sẽ nuôi cho bác luôn, bác có đồng ý không? Làm thì được, nhưng sức khỏe yếu lắm. Bác muốn làm thì bác làm, bác không làm thôi. Nhưng mà cơm nước ta nuôi bác ngày hai bữa. Ờ được, nhưng mà sức khỏe yếu lắm. Tôi cái nghề tôi tự do này, bây giờ quá khó lắm. Cái này là món đời này làm để mà làm chơi, làm thể dục chơi thôi. Chứ cái gì mà tôi không phải nói giỏi, nói tài. Trên thế gian này người ta làm được, mình làm được. Không ai mà hay hết đấy. Ví dụ bác theo tôi thời gian, bác làm được hết, bác làm còn hay hơn tôi nữa. Nhưng mà có cái là bác làm được, người ta làm không được. Nhưng người ta học làm được. Dạ. Người ta xem làm được, không dạ. Gì khó. Ồ. Phải nói là anh Hoa có thấy là con ngựa này có 1-0-2 không? Đúng. Bây giờ anh mới thấy có anh có đạp thử chưa? Có đạp thử rồi nhưng mà điều khiển chưa được. Điều khiển chưa? Thế là bác bắt đầu điều khiển được, bác giỏi đấy. Dạ. Chạy chừng vài tiếng đồng hồ nó quen rồi. Ăn luôn cái lái thôi. Dạ. Bởi vậy cưỡi ngựa thiệt cũng như đi học mà. Bây giờ bác quay đầu lại con ngựa cho con thật tập xin một lần nữa. Ừ. Đó. Ồ, ghê không? Tại cái đường này nhỏ nè, nó không có đường rộng. Anh Hoa chắc bây giờ có thể là em nhờ anh quay một đoạn clip em nài ngựa bằng sắt okay. Của Bác Hoàng. Đây đây, cây quay đây. Cái đèn. Cái đèn à, cái đèn. Đây được rồi. Ok. Thưa cô bác, quý anh chị thì hôm trước thì Bùi Hồ có thực tập vào ban ngày với con ngựa của Bác Hoàng. Và hôm nay thì chắc có lẽ là Bác Hoàng cho con nài ngựa của bác thêm một lần nữa. Vì cái độ hứng thú nên Bùi Hồ phải gì? Dọc cái đoạn đường khuya xuống đây. Ừ. Và vẫn chưa tắm luôn, chưa muốn mưa chưa nhặt đồ luôn. Tắm mấy hồi. Ai da. Ừ. Đó mà con ngựa của bác là nó không nghe lời con là bác phải kêu nó quay lại nha. Thế vừa không là bác lái thấy được đấy. Dạ. Bao nhiêu người đã được lái con ngựa của Bác Hoàng rồi? Con mình bác với cô gái kia, cô gái sinh viên kia. Dạ. Rồi. Cái gì? Rồi vậy là con là người rồi thứ gì? À, thưa cô bác quý anh chị, cái cảm giác ban đầu để làm một cái công việc gì mới nó rất là quan trọng. Và đặc biệt là việc nài ngựa này. Đây là lần thứ hai mà mình lái trên cái con ngựa sáng chế của Bác Hoàng. Mặc dù là được làm từ tất cả từ bằng phế liệu, bằng những thứ có sẵn. Nhưng với đầu óc sáng tạo và sự tỉ mỉ, mài mò của bác thì hôm nay thì Bùi Hồ mới được ngồi lên con ngựa này. Thì bây giờ bắt đầu nha, mình đi nha. Bác Hoàng không cần nhịn đâu con. Không, con lái sẽ xử. Cho cái đầu qua đây, để nó rớt lại. Rồi đạp đi. Con sẽ xử lý. Rồi cho cái đầu ra. Mạnh luôn. Đúng rồi. Ê, không khó nha. Rồi quẹo, đúng rồi, quẹo qua. Ờ đúng luôn. Nhưng mà vậy là thành công chưa Bác Hoàng ơi? Ừ. Bác Hoàng. Rồi. Thành công chưa? Đó, tốt rồi, vậy là bắt đúng rồi đấy. Thật ra thì con ngựa này nó rất là lắc lư luôn. À, bây giờ mình về. Lấy đúng rồi. Đúng không Bác Hoàng? À, đúng rồi đây. Cái nguyên lý của hoạt động của con ngựa này dù cho có đi như thế nào thì nó vẫn không có ngã của bác của anh chị. Thật ra thì nài ngựa như thế này á, tập không có lâu lắm đâu. Đây, và mình có thể hiện nay thì mình có thể đi trên một cái con đường thẳng như thế này. Nhìn ở trên cái con ngựa như thế này. Và anh Hoa cho em mượn cái máy em cầm để cho cô bác quý anh chị thấy khi mà mình đây bây giờ mình sẽ đi nha. Đó,
ở đây nguyên một thành phố đều nhìn mình rất là dễ thương luôn đó Hoàng ơi. À thì bật lái giỏi đấy, lái giỏi hơn chủ ngựa. Rồi bây giờ mình sẽ ve lại ha. Thưa cô bác anh chị, một cái cảm giác này rất là đã luôn. Ờ quay lại rồi à, đấy con ngựa nó vẫn lắc lư ngoài trước mặt đằng kia. Tại ở đây và có... bác Hoàng khen mình là biết lái ngựa của bác. Đây, tay này rất là vui thôi. Rồi bác Hoàng ơi, hiện nay thì bác thấy con này con ngựa của bác có thành thục chưa? Được rồi, ngoan lành, tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt thì chắc có lẽ là anh Hoa Lệ sẽ lên đây này thử con ngựa ha. Anh này thử cho cô bác chị thấy coi nó khó hay là nó dễ. Bây giờ thử đi mà chơi mà cho biết rồi. Rồi đây này. Nói cô bác anh chị, anh Hoa là một người ở Tây Nguyên. Việc này ngựa đối với anh là một cái công việc rất là bình thường. Nhưng mà đối với con ngựa này thì đối với anh lần đầu tiên sao anh Hoa? Lần đầu tiên sao? Quá là cho mốt. Đặt cái này cho mạnh nha, lấy trước đạp cho mạnh đi. Được chưa bác? Rồi đạp mạnh đi. Cứ dài qua chạy không? Rồi đạp mình ăn thua mình lái đi. Này. Đấy. Mình lái là đúng. Nhìn cái đầu nó bên đây lái bên kia. Bên kia. Ôi, ngựa chạy nhanh á. Lái vào. Đưa cái bánh đúng rồi. Sao con ngựa muốn lạc rồi? Không lạc. Bẻ nhiều quá. Bẻ vừa thôi anh. Vừa. Cái em lùi lại đó hả? Đúng rồi. Lùi vừa thôi, rồi đấy lùi đi. Lùi lại đi. Đúng rồi. Rồi đây lấy. Rồi đi tới. Rồi bẻ qua kia đây vậy. Ê đây. Không được. Chưa quen. Không bắt là không được rồi, thấy không được rồi. ba Hoàng đang cảm thấy sốt với con ngựa của mình hả? Không, tay làm không được, tay chưa có quen. Bây giờ đập ve lại đi, ve lại đi. Ve lại đi. Tôi bẻ cho. Rồi đập tới đi. Nè, bẻ qua đi chút, đập đi. Nó qua này. Đó, đi qua đây. Đây qua đây. Được chưa? Được rồi. Để ve lại. Mỗi bước chân mà con ngựa nó dở lên á, mình sẽ thấy nó rất là uyển chuyển luôn. Đây là nó chứ không có gượng ép ha. Quay rồi. Đây. Thế anh thua cái ý mình về quen này được. Lại. Rồi, ghé lại. Rút cái đầu qua đây. Đi. Rồi, đó đúng rồi. Ở đây giờ phải có người hướng dẫn được. Rồi, có ngựa. Rớt ruột kìa. Xuống kìa. Rớt ruột kìa luôn rồi. Không sao. Tay đạp mình không có ý. Thì có ý làm được là không có gì hết. Rồi đây này. Đối với anh thì này con ngựa này dễ không? Cũng không dễ đâu nha. Thế này bắt lên đạp đi cho. Không dễ thế nào đâu. Bảo Hoàng thấy con đạp khéo không? Đúng rồi, biết ý đẹp rồi. Biết ý đạp được, còn không biết đạp là nó khó, hơi khó. Dạ. Không biết đạp hơi khó vậy. Đây là cương điều khiển con ngựa đây. Đúng rồi, tất cả cái này nó thì giờ từ đầu cương cho đến lưng ngựa rồi bồm ngựa đều được bác Hoàng chăm chút rất là tỉ mỉ. Chỉ có điều là vật liệu dụng cụ của bác Hoàng làm nó hơi khác hơn mọi người một tí xíu, nên cái việc mà này ngựa đi. Đây hôm nay là lần đầu tiên mà bác Hoàng tập sự và đêm cho hai thanh niên. Có nghĩa là điều khiển của nó thì lái gấp quá. Mình dừng từ. Dạ. Thế mình dừng gấp quá thì nó sẽ nghiêng qua một bên. Đúng rồi. Mình dừng cái chân, nhìn cái chân nó nè. Mình dừng cái chân nó đi nè, thấy chưa? Mình nhìn cái chân đi đó, thấy không? Mình lái từ từ đó qua nè, thấy không? Đây. Đây thấy không? Thật ra nhìn con ngựa mà nó này, mình tội nghiệp con ngựa sắt của bác Hoàng hai anh em mình đó. Nhưng mà gặp bác Hoàng này đi thì thấy con ngựa này nó rất là hay á. Nó bình thường thôi. Bí quyết làm nên con ngựa này là gì bác Hoàng? Làm để thể thao thôi. Tại cái đường này nó nhỏ quá, nó không có đủ cho mình làm.
Hoàng đam mê với nó ghê á. À, có điều là bác Hoàng nói là làm đây là chủ yếu là để thể thao, để dùng thể thao chứ kỳ quá. Đối với bác Hoàng, việc mà chia sẻ những cái kinh nghiệm mà để mà làm nên một con ngựa như thế này, dù một người rất là xa lạ nhưng bác Hoàng vẫn có thể tận tâm, tận tình và chỉ và có thể một cách làm được con ngựa và tùy đúng kích thước như bác Hoàng luôn. Ngựa thôi. Rồi Ngân, quá tuyệt vời bác Hoàng. Rồi nãy giờ bác khỏe chưa? Khỏe hai cái giò đi. Khỏe hai giò. Nhà có ngựa này mà bác khỏe hay là trước đây thì bác làm sao để tập thể dục với ngựa này? Trước sau thì đi bộ. Trước đây đi bộ. Mà đi bộ nó không bằng cái này. Cái này mình vận động luôn. Làm này vận động luôn này. Dạ. Rồi nữa đi xe bốn bánh không? Dạ. Nếu đi bốn bánh được thì leo luôn, chạy luôn, quay luôn. Quay vào cái đường trong này là lượm bọc. Dạ, chắc có lẽ là tối nay thì hai anh em sẽ cùng đi ăn khuya và đi trải nghiệm một cảnh đi lượm bác để coi thử là bác sống như thế nào, cho cách đi lượm bạc ban đêm mà bằng cái chiếc xe ô tô bốn bánh đi. Rồi bây giờ chắc có lẽ là bác cất con ngựa vô ha. Và đi ngựa vào đi. Để cho bác để xem cái trải nghiệm cái bác cất con ngựa. Trên cái con ngựa này đố anh Hoa gì cho bác cưng nhất là cái gì con ngựa? Cái gì cũng không, cũng bình thường thôi. Cái đầu của con ngựa. Bác Hoàng làm gì làm bác Hoàng cũng phải đem cái đầu ngựa vô. Vâng đúng rồi. Dạ. Mà con ngựa cái đầu của nó lắc nhìn đã lắm. Đây. Chứ con ngựa mình không làm cái đầu lắc là coi không được. Cái đầu lắc mới được. Mà mình nghĩ ra phải cho nó lắc. Vậy là bác Hoàng ai lại là bác Hoàng cứ chỉ hết cái bí quyết à? Vâng, giấu làm không bao giờ giấu làm gì. Ai làm được làm không được. Đối với bác Hoàng là hơi thở là quan trọng nhất. Đúng. Còn thở được là còn tất cả hả? Vâng, đúng, còn thở được là ai cũng thế thôi. Rồi, bây giờ bác dẹp cái đầu vô. Rất là... Đơn giản thôi. Thích. Đơn giản. Dạ. Có lời mình hàng đơn giản đấy. Cái này là cái mô hình thôi. Thật ra thì đối với một người như bác Hoàng, rất là nhiều bạn ở trên mạng nói bác nếu như mà bác có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, một người nào đó hỗ trợ cho bác Hoàng thì có lẽ bác Hoàng là một người sáng chế tài ba mà không cần qua trường.